Rồi, hôm nay mình thu một cái thùng từ Mỹ về mà mình quên không có quay. Cái thùng này là mình đi từ bên Mỹ về ha. Thì ra cái thị trường mà thực phẩm chức năng với lại thức ăn chỗ Mỹ á, thì nó có rất là nhiều cái thứ mà để mình bàn. Những cái thứ mà đưa vô cơ thể á, thì mình nên đưa vô những cái chất lượng nha. Còn hàng ở đây bán thì nói chung em không biết nữa. Mình có nhận order rất là nhiều cái hộp collagen này nè. Thì cái hàng này là hàng xịn sò nha. Cái hàng mà nó bán ở ngoài kia thì em không biết ha. Mình có đem cái này về nè. Omega 3 của hãng OBB nè ha. Này là glucosamine của hãng Kylan nè, chưa vui. Thì thường mình mua về mình bắt đầu mình sử dụng những cái thực phẩm này để bổ sung cho cơ thể á, cho nên là những cái thứ mà đưa vào mồm thì mình không thể đưa những cái thứ mà không có nguồn gốc được ha. Mà cái này thì cũng mình có nhận á, mình nhận rất là nhiều cái đơn hàng đi mà đơn hàng gửi về á, nhưng mà mình quên mình không có quay cho anh em ha. Như đây là cũng là những cái thực phẩm này. Mình không bán thuốc nha anh em. Mình không có bán thuốc nha. Đây là Birex nè. Của ha. Splen nè. Đó, mình có nhận về cũng nhiều quá, cũng khá nhiều. Đây nè, bịch nè. Mấy cái thùng này là mình đóng để mình đi nè. Ở trong này cũng là thực phẩm nè. Này là omega 3 với lại glucosamine. Còn ở trong này thì nó cũng có omega 3, glucosamine, sâm, nói chung nhiều lắm ha. Rồi mình có nhập ba cái này về nữa này anh em, của hãng Kylan nè. Nhưng mà hiện tại cái số lượng mình lại quên thịt bò ướp, cho nên qua năm mình làm rất là nhiều, mình làm mạnh hơn nhiều hơn. Anh em nào có cái nhu cầu về mấy cái hàng mà có nguồn gốc tốt á, những cái hàng mà tốt để cho mình sử dụng cho cơ thể mình tốt á, anh em có thể đặt hàng em ha. Nè, cái hũ này là collagen nè, glucosamine nè. Đó, cái hộp của Mỹ nó không khác nữa. Còn nữa anh em, còn một thùng nữa đang về dầu gió xanh nữa nha. Mình nói về dầu gió xanh của Singapore xuất qua Mỹ rồi Mỹ mới bán về Việt Nam ha. Mình còn mấy cái dầu gió xanh ở ngoài thì em không biết. Em còn một thùng nữa đang về, 2-3 ngày nữa về tới ha. Mai mốt mà anh em mà có cái nhu cầu mà order mấy cái thực phẩm chức năng nào thì báo với em nha. Cảm ơn mấy anh em nha. Em chuẩn bị em mở cái shop khi lên á.